Xin chào mừng các bạn đã đến với Học Excel Online, và hôm nay ở trong video này thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề như sau. Giả sử các bạn làm việc ở trong một công ty nào đó, và chúng ta sẽ có một cái trường hợp, đó chính là chúng ta có cột A là những cái người mà chúng ta đang liệt kê ra ở trong một cái nhóm có quyền làm việc gì đó. Chẳng hạn cái quyền ở đây thì có thể là quyền ở trong một cái hệ thống nào đó. Thì ở đây mình đã ghi là người thứ nhất thì có quyền R1, R2 chẳng hạn, người thứ hai có quyền R1, vân vân. Và như vậy thì từ cái dạng là hai cột như thế này, có nghĩa là cái mapping giữa người và cái role tương ứng, thì làm thế nào để chúng ta có thể chuyển thành dạng ma trận như thế này? Thì ở đây thì trong video này thì chúng ta sẽ đi đến tìm hiểu hai cách để chuyển từ dạng cột như thế này và sang dạng ma trận như các bạn nhìn thấy ở trên video. Làm thế nào để chúng ta có thể làm được điều đó? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích một chút như sau. Nếu mà chúng ta sử dụng VLOOKUP hoặc Index Match chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn là ở đây thì chúng ta sẽ có person là lặp đi lặp lại, và các row cũng lặp đi lặp lại. Thì làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Mình sẽ copy cái phần dữ liệu này sang OK1 đi. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem như sau. Chúng ta sẽ có thể có cái cách đầu tiên, đó chính là chúng ta sẽ nối hai cái cột dữ liệu này với nhau. Sau khi mà chúng ta nối hai cái cột dữ liệu này vào với nhau ấy, thì chúng ta sẽ phải đi đếm xem là từ cột E và nối với cả dòng thứ nhất này thì nó có ở trong cái combination, nó có trong cái tổ hợp là person và role hay không. Thì để mà nối hai cột đó với nhau thì mình đã làm ra cột C này trước rồi. Thì các bạn có thể xem công thức nối chính là công thức là A2 và B2 như thế này, và chúng ta sẽ nối xuống. Thì đến bây giờ thì các bạn đã hình dung được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh xem là ở trong mỗi cái ô trong ma trận này của chúng ta thì cái ô với cái combination với cái tổ hợp là P và R đó nó có nằm trong cột C này hay không. Thì với cái suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ đi viết công thức như sau. Chúng ta sẽ đi viết công thức ở đây là đầu tiên là chúng ta cứ bắt đầu bằng count if trước đi đã. Và count if này chúng ta đếm ở đâu? Chúng ta sẽ đếm từ C2 cho tới C10, bấm phím F4 ở trên bàn phím để khóa cái reference này lại. Sau đó chúng ta bấm dấu phẩy một cái như sau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải nối dữ liệu ở cột K với cả dòng thứ nhất ở đây. Thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ nối là đô la K, bởi vì là khi mà kéo sang phải thì chúng ta muốn cột K này cố định. Thế nên là chúng ta sẽ giữ nguyên K như vậy, và chúng ta sẽ nối tiếp với cả L1. Và khi mà kéo xuống dưới, kéo công thức này xuống dưới để nhân cái công thức này ra thì chúng ta muốn hàng thứ nhất cố định. Thế nên là chúng ta sẽ cho đô la vào trước số 1 như các bạn đang nhìn thấy. Bấm Enter một cái thì chúng ta sẽ có thể kéo công thức này sang phải. Sau đó là chúng ta sẽ fill down công thức này xuống dưới. Thì các bạn đã nhìn thấy được rằng là chúng ta đã có số 1 ở những nơi cần thiết. Thì cái việc mà chuyển từ 1 sang 0 thành x này rất là đơn giản. Thì các bạn chỉ cần thêm vào đây là if ở chỗ này bằng 1 thì chúng ta sẽ cho x, còn 0 thì chúng ta sẽ để trống như thế này thôi. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái cách làm thứ nhất. Cái cách làm thứ hai mà mình muốn hướng dẫn các bạn, nó sẽ không cần cái cột phụ là cột C này. Thì chúng ta lại đi copy cái phần dữ liệu ở bên này sang. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghĩ như sau. Bây giờ giả sử là chúng ta bằng cách nào đó chúng ta có thể nối hai cột này, nối nội dung của hai cột này vào với nhau trong một công thức. Thế xong rồi chúng ta sẽ lại thực hiện cái phép đếm đó chẳng hạn, hoặc là không phải là chúng ta không cần là đếm luôn, chúng ta sẽ sử dụng cái công thức gọi là match như vậy đi. Thì chúng ta sẽ thử xem. Đầu tiên chúng ta sẽ viết match như bình thường này. Ok, mình nghĩ là mình sẽ viết vào chỗ này. Ok, các bạn vừa nhìn thấy công thức rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ viết lại từ đầu. Đầu tiên là match, và chúng ta muốn tìm gì? Chúng ta sẽ muốn tìm cái combination, cái tổ hợp là cột gồm là P là person và
dòng ở đây là row, thì chúng ta lại bắt đầu là bằng e đô la e11. Chúng ta sẽ tìm cái giá trị đô la e11 mà nối với cả f đô la 10. Ok, chúng ta sẽ tìm ở đâu? Thì chúng ta sẽ tìm ở cột A từ A2 truyền A10 và F4 một cái. Nối thì chúng ta sẽ sử dụng dấu nối ở trên bàn phím. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục là B2 cho tới B10. Ở đây mình sửa lại một chút. F4 thì đã sửa lại một chút là A10 chứ không phải là A11. Và match type chúng ta sẽ để là 0. Và bây giờ thì bởi vì là chúng ta đang sử dụng cái dấu nối này và cái reference, cái tham chiếu của chúng ta là một vùng, thế nên là chúng ta sẽ phải sử dụng phím Control Shift Enter trên bàn phím để nhập công thức này vào. Thì sau khi nhập công thức như vậy, chúng ta sẽ kéo sang phải và kéo xuống dưới. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy là ở những nơi mà không có kết quả là not available ấy, thì chúng ta sẽ có những con số này nó cũng tương tự như là cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Vậy nên thì chúng ta sẽ có thể sửa lại cái công thức ở trong F11 là chúng ta sẽ cho vào là not, mở ngoặc ra, is NA, có nghĩa là nếu mà cái ô đó không phải là NA ấy, thì chúng ta sẽ cho kết quả là true. Còn lại thì kết quả của chúng ta sẽ là false. Oh, mình đã làm cái gì sai ở đây rồi, tất cả true hết. Ok, not is NA. Bây giờ thì chúng ta sẽ để là is NA ở đây tạm thời thôi. False. Có vấn đề gì xảy ra ở đây vậy? Value, ok, mình đã khóa lại đúng rồi này. Ok, Control Shift Enter, mình thiếu ở chỗ là mình cần phải Control Shift Enter nữa. Not is NA. Các bạn có thể thấy rằng là không dễ để mà có thể vừa làm thứ này mà cũng vừa làm thứ khác luôn cùng một lúc. Mình vừa phải nói, vừa phải suy nghĩ, vừa phải bấm chuột, vừa phải gõ bàn phím, thế nên là xảy ra như vừa rồi. Ok, như vậy thì là ở những cái nơi mà các bạn cần đánh dấu X thì nó đã xuất hiện cho các bạn là true rồi. Nếu mà true như vậy thì chúng ta có thể bao ra ngoài một cái hàm if như thế này. Và chúng ta tất nhiên là sẽ phải đánh dấu X vào ô kết quả là true và để trống nếu mà không phải là true. Và một lần nữa thì chúng ta sẽ phải nhớ là sẽ gõ vào là Control Shift Enter trên bàn phím thì chúng ta mới được kết quả như là chúng ta mong muốn. Ok, như vậy thôi thì với cái bài toán này đây là hai cái cách ví dụ để các bạn có thể giải quyết được. Thì hy vọng là các bạn có thể ứng dụng được cho công việc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.